Đại lão sư núi bắt đầu từ việc làm thư ký tập 4. Hoắc Tổng quản, người tới rồi. Lúc nãy khi tôi vào nghe thấy hết rồi, chẳng phải là các người đối với chuyện ta trong một tiếng rất bất mãn hay sao? Nói như vậy thì chuyện vay vốn cũng không còn bàn nữa, chúng ta giải tán đi. Cái gì? À, lúc nãy là lỗi của chúng tôi. Người đừng giận tôi, xin lỗi người, xin lỗi người. Tôi là đang vội, chỉ có 10 phút, sau 10 phút thì tôi còn phải tham dự cuộc họp. Tiêu Mạnh Tổng, có gì muốn nói thì nói mau đi. Biết là Hoắc Cơ Quản là người bận rộn, vậy tôi nói ngắn gọn. Giờ tập đoàn mộng tưởng của chúng tôi nhận được dự án lớn, dự án có giá trị dự tính hơn 1 tỷ. Vì vậy, tôi cần mượn một khoản tiền 300 triệu. Giá trị của những hợp đồng này thì chắc ông Hoắc cũng đã rõ. 300 triệu này chúng tôi sẽ trả trong thời gian nhanh nhất. Chà trách, Triệu tiên sinh phải mời tôi ra tay cắt đứt đoạn vốn của tập đoàn Mộng Tưởng. Biên tập đoàn Mộng Tưởng gần đây chắc là sẽ mượn một khoản tiền. Cậu nghĩ cách chặn lại, đừng để cho bọn họ mượn một xu nào. Không thành vấn đề. Mấy cái dự án này đúng thực là cái này lớn hơn cái kia. Rất tiếc là chỉ còn ta còn ở chỗ này. Thì tập đoàn Mộng Tưởng đừng mơ được mượn tiền của bất kỳ một ngân hàng nào. Rất xin lỗi. Thì Mạnh Tổng, trước khi đến thì tôi đã kiểm tra chi tiết tư chất của tập đoàn Mộng Tưởng. Các người có một khoản nợ vừa hạn 8 tháng giá trị 300 triệu cho đến nay còn chưa trả. Cho nên tôi không thể cho các người mượn được. Thì rồi, ê rằng là chuyện tôi hút mà trước khi tên Triệu mình kia đó từ chức đã làm. Xem ra, Tiêu Minh Tổng đã nhớ ra rồi. Tiện thì nhắc luôn, tôi đem tin tức này thông báo đến toàn bộ ngân hàng mà tôi có thể liên hệ được. Cũng có nghĩa là cô nằm mơ cũng đừng hòng mượn một xu nào. Tại sao ông khoác? Khoản nợ đó tôi nhất định có thể xử lý trong thời gian ngắn nhất. Có thể xin ông nở mặt tín dụng tốt trước giờ của tập đoàn Mộng Tưởng mà để cho chúng tôi có thể mượn một khoản tiền không? Rất tiếc, Tiêu Mạnh Tổng, tôi nói rồi. Cô không mượn được một xu nào thì không mượn được. Trừ khi cô ngủ với tôi một đêm. Ông Hoắc, chúng ta đến bàn để hợp tác. Xin chú ý lời nói của ông. Tiêu Mạnh Tổng, cô trông có xinh đẹp như vậy, chắc chắn không thiếu đàn ông cho cô tiền tiêu. Tùy tiện nhõng nhẽo dàn chân. Nói không chừng 300 triệu này là có ngày thôi. Tôi biết có một số phú thường rất thích cái loại như cô. Lúc thật sự hết cách thì có thể liên hệ cho tôi. Xem ra là ông Hoắc chưa ăn đòn hoài. Sao cơ? Cậu cũng muốn ra tay với tôi? Đến đây nè. Đến đây nè. Chỗ này có nhiều máu, cứ đánh vào đây. Đừng manh động. Đừng có vì một tên rác rưởi mà đưa mình vào đồn cảnh sát. À, tôi không định ra tay. Đàn bà của mình bị nói ra cái lỗi lời này. Mày vậy mà ngươi lại không mặc đồ sắc. Tiêu Mạnh Tổng, ta có chút đồng tình với cô rồi. Ồ. Tiêu Mạnh Tổng, nếu như thật sự hết cách thì có thể liên hệ với ta. Tấm lòng của ta luôn luôn rộng mở vì cô. Ây da. Đèn treo này lại. À, đúng là ông trời cũng nhịn không nổi nữa. Kiếp sau, nhớ phải tính đức làm việc thiện đó nha. Ông Hoắc. Các người đừng đi. Đừng đi gọi xì cứu thương giúp tôi. Cầu xin đó, cậu xin cậu cứu tôi. Không được, ông Hoắc à. Chúng tôi vội đi tìm nhà khác đưa mượn tiền rồi. Ông biết đấy, giờ chúng tôi đang cần dùng tiền gấp. Cậu. Tôi nghe nói bị vật nặng đè lâu như vậy thì máu tuần hoàn không thông.
có thể khiến cho hạ chi tê liệt. Phòng VIP này có hiệu quả cách âm tốt như vậy, nếu như ông mà muốn cầu cứu thì phải lấy hết sức đi nha. Nếu như không mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không hay đâu. À đừng đi, đừng đi, tôi cho mượn, giờ tôi gọi điện thoại. Vậy thì tốt, chỗ này. Vậy thì mời ông Quát ký tên in dấu tay lên đây. Tuy thường lợi mượn được tiền, nhưng mà luôn có cảm giác lương tâm bất an. Nhìn tôi làm cái gì? Các người đều nhìn thấy tôi không ra tay, là đèn treo tự mình ra tay thôi. Các người về trước đi, tôi có việc ra đi một lát. Cậu muốn đi đâu? Hành thiện tích đức. Thật là, cậu nói thần bí như vậy. Nhưng mà lúc nãy khi đàn trèo đánh trúng hắn, thực sự là trùng hợp sao? Sở giáp định pháp y cảnh thục, tu đại sư, chúng ta bước đầu là suy đoán là lúc trước thi thợ mà người tìm được ở trong tường nhà tôi và Triệu Kim Minh thì chắc có liên quan tới hung thủ của hai vụ án này. Bởi vì thủ pháp vứt xác gần giống như nhau. Tôi cũng cho là như vậy, có lẽ người hành hung không hẳn là một người, nhưng mà chủ mưu đằng sau lưng của họ chắc chắn cùng một người. Tôi đề sự có đầu mối hay là manh mối gì không? Tạm thời chưa có, chỉ là một suy đoán. Nhưng nếu là hung thủ là người mà tôi suy đoán, vậy thì rất nhanh sẽ có manh mối. Lão đại, người nhất định phải cứu ta. Ý người là người bị Tô Thượng uy hiếp rồi. Chuyện có Triệu Kim Minh có phải có liên quan tới các người không? Đừng nói dối. Bùa có thể kiểm tra được. Tô Thượng đã không biết là thần thánh phương nào, biết một số thuật pháp rất quỷ dị. Lần trước một mình hắn bảo vệ cái thanh xương được, sau đó lại đỡ cái thứ này trên người của tỷ ta, chỉ cần ta có ý phản bội hắn. Ây da, nóng quá. À, chật, chẳng qua chỉ là một phép thuật nhỏ thôi. Có cần phải to tiếng như vậy không? Ý, bùa chúa biến mất rồi. Xà thật, sao người giờ mới tới? Chứ từ đâu ra vậy, uy làm ta hết hồn. Ngày nào cũng chửi mồm thầy người, việc bẩn tôn ta làm, người còn dám kiếm chuyện. Sao hả? Ngươi cảm thấy Tô Thần này có thể giải quyết được không? Người này có thể dùng ra được một chú hoàn chỉnh thì đã tính là ngưỡng sơ nhập thuật rồi. Nhưng mà ta chưa từng nghe qua cái này. Cái tên Tô Thần này, thủ pháp hắn dùng bùa chú cũng khác với thuật pháp chính thống. Ê là tu sĩ hoàng tự học thành tài gì đó. Nhưng mà ta ghét nhất là cái loại tự học thành tài này. Tu luyện cần truyền thừa chính thống. Mấy cái tên tu sĩ này rõ ràng là không có cơ duyên như vậy là muốn chen chân vào. Đều nên bị ta dùng thuật chính thống ngược lại. Nói như vậy thì cậu có đảm bảo là giải quyết hắn không? Vậy thì giao cho ngươi rồi. Cái loại người dám động tay động chân trước mặt của ta, đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta nữa. Một khu xưởng hoàng. Lệ Hải, ta tới rồi. Người ở đâu? Ây da, lão đại, người tới rồi. Bùa chú lần trước người để lại tên tay của tôi, không biết sao bị lại biến mất rồi. Ta thực sự sợ người hiểu lầm nên tìm người đến xin thử. Chút chuyện nhỏ này gọi ta ra. Ngươi để tùy áo lên ta xem thử. À được được. Ừ. Tôi tóm được hắn rồi, mau ra tay đi. Ồ. Tên nhãi,
Dựa vào việc tu luyện không chính thống này, quả nhiên là chẳng thể chịu nổi một đòn mà. Hóa ra là có mai phục. Mới như vậy mà đã chẳng thể trốn thoát được rồi. Uổng phí tà hao tâm tốn sức chuẩn bị nhiều như thế. Mấy người các người nên sớm nhận ra rõ sự thật này. Ngoan ngoãn làm cái đám tiền người trước mắt thì đi. Khó khăn lắm mới gặp một kẻ có thể đường hoàng sử dụng pháp thuật. Kết quả trình độ lại như thế này. Xem ra, ông già tử quả nhiên là nói đúng. Thế giới hiện giờ đã không còn nhiều nơi nắm chắc ý nghĩa thực sự của pháp thuật. Cái này, sao có thể chứ? Đừng mà, đến lượt ngươi rồi. Còn đã đi với tôi có thể tiết lộ tin tức và triệu lừa trác và đàn em của hắn chứ cậu. Người đó từng là kẻ thù võ đạo ở trong thành phố Thiên Thủy, tên là Tống Thành Minh. Sớm đã nhìn ra tên nhóc nhà cậu là đồ hèn nhát mà. May mà ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Dám phản bội, người có sự tồn, đều phải chết. Tắt thở rồi. Cảnh sát đại trận, cảnh sát tiểu tù, đừng sợ chúng tôi tới rồi đây. Chậm quá, đã kết thúc rồi. Đi thôi, tôi áp giải hắn về giúp cho hai người. Cái này đã kết thúc rồi. Từ lúc cục trưởng tiền thiền bà chúng tôi liên lạc với tu thần, thì cùng vạch ra kế hoạch hành động về nãy cho tới hiện giờ. Tôi sẽ giải quyết các cậu không còn lo lắng. Thế là hai bọn tôi đã chuẩn bị suốt một ngày một đêm, không dám lơ là, kết quả để kết thúc nhanh như vậy. Anh hãy thành thật cài báo đi, cái chết của Triệu Kỳ mình có phải liên quan tới anh làm hay không? Tôi nhớ dụng Triệu Kỳ mình đó, cho dù còn sống thì cũng cống hiến được gì cho xã hội này chứ? Chết thì chết thôi, ai giết thì có gì khác nhau đâu chứ? Ngược lại là mấy đồng chí cảnh sát à, nên lo lắng cho bản thân thì tốt hơn đấy. Các người bắt ta thì sư phụ của ta sẽ không tha cho các người đâu. Ông ấy sẽ giết hết tất cả các người. Chuyện này, tôi đại sư, ngôi nhỏ sư phụ của tên tà sa thất này tìm tới tầng cửa thật. Tôi lo, nếu như chỉ có tôi và đại trận thì e rằng không trông giữ được. Anh có cách gì hay không? Việc này à? Như thế này thì không cần, hai người bận lòng rồi, vậy là đủ rồi. Cảnh sát đã phá được vụ án giết người nghiêm trọng, tên côn đồ đã bị bắt vừa quỳ án. Đã chết, chả có đứa nào hữu dụng. Thường linh tù, lại là hắn tái. Trường đó thì trường đồng bị tô thần đánh thành người sống thực vật. Mình đã hứa với bố của cậu ta Trường Linh Tù là phải cho mình giải quyết tay. Cứ tưởng sẽ giải quyết chuyện nhanh gọn, ai dè liên tục thất bại. Nghe nói tình hình hồi phục của Trường Đồng không tốt, xem ra Trường Linh Tù cũng ngồi không yên nữa rồi. Mấy hôm tới cứ tránh mặt ông ta đã. Ngoài ra thì phải báo cho sư phụ của Xà Phất, Xà Thức, để xem ông ấy có cách gì không. Cái chuyện gì vậy, chú Tịch Triệu? Chuyện có xà thức à? Sư tôn của bọn tôi đã biết rồi. Tôi và sư huynh, sư hống thì đang chuẩn bị đến thành phố Thiên Thủy để gặp cái tên tô thần đó. Yên tâm đi, chú Tịch Triệu, sư tôn đã nhận tiền của anh thì nhất định sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa chuyện này. À, sư tôn của cụ giờ đang làm gì vậy? Không nghe được mấy ư? Ý dạ, sư tôn đang bận lắm. Bận luyện công đó. Sư tôn,
Con và sự hống đi trước một bước nhé. Đi đi, đừng đỡ kẻ đó chết nhanh gọn quá. Sa Thất bị nhốt ở đây à? Mất mặt thật đấy, là một người biết pháp thuật, vậy mà bị một đám người thường trông giữ nhốt ở trong đồn cảnh sát. Họ tìm được cái tên đáng thương này rồi này. Còn làm ký hiệu trước cửa nhà tù nữa chưa? Sợ là chúng ta không tìm thấy hay sao? Hãy xem tôi nổ tung cái đồn cảnh sát này đây. Hả? Là trường pháp. Hồi sự hóng mau chạy đi. Anh không đối phó được với trường pháp này đâu. Mau tranh thủ chạy đi. Ai đang ở đó? Chết tiệt. Người có đồn cảnh sát tới rồi. Anh mau tranh thủ thời cơ chạy đi. Nhưng mà... Mau đi đi. Đi giết kẻ đã thi triển trường pháp này. Em và Xà Thất đều được cứu. Mau đi đi. Nào nào, hãy để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là chị họ của Hồng Nhi, Yến Xà Xà, là người trước đây đã học qua tán thủ ở nước ngoài và mới trở về Trung Quốc gần đây thôi. Yến Xà Xà, xin chào mọi người. Tôi muốn tránh một tai nạn khác giống như là trường hợp của Trường Đồng trước đây, nên mới nhờ cô ấy làm vợ sĩ cho Hồng Nhi đó. Hồng Nhi, con Nhi phải vợ sĩ chứ, có tu thần không phải là đủ rồi sao? Tôi không có ý kiến gì cả, gần đây tôi thực sự có hơi bận. Vì đang làm một số việc cho đồn cảnh sát, nên có người bảo vệ cho Hồng Nhi là cũng tốt mà. Chỉ dựa vào cậu á, lại còn giúp cho cục cảnh sát nữa sao? Sợ là cái lưỡi chim gió này, đừng nói những lời lớn làm như thế nữa. Xa xa, sao cô lại ở đây thế? Xa xa không phải là quay về để trồng con hay sao? Mẹ chỉ nói là để cho cô ấy ở lại và làm vệ sĩ cho con đó. Bằng cách này thì mẹ không phải lo lắng về sự an toàn của con nữa. Và lại hai chị em các con có thể thường xuyên di chuyển cùng nhau nữa mà. Như vậy á. Cậu chính là Tô Thần sao? Đúng thế. Cô có gì chị giáo vậy? Tôi đã nghe gì cỡ lắm, dì Lâm cỡ về cậu. Mặc dù tôi không quyết định can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng mà Hồng Nhi là một người chăm chỉ và tôi luôn coi cô ấy như em gái của mình. Dạng người như cậu không xứng đáng với nó đâu. Cô không những có ngộ tính luyện võ không tốt, mà con mắt nhìn người cũng tệ thật đấy. Ôi! Các chiêu thức cô luyện chủ yếu là về sức mạnh đúng không? Tôi khuyên, bạn nên thay đổi cách tiếp cận của mình càng sớm càng tốt, về chuyển sang kỹ năng tấn công và tốc độ đi. Nếu như mà bạn bị ám ảnh bởi một trau dồi sức mạnh và lỡ gặp phải đối thủ thực sự dồi vào sức mạnh, thì cho dù cảnh giới khi mà đối thủ ra tay, thì cũng không thể nào sống sót qua 10 chiêu được đâu. Cái gì cơ? Dì Long quả thực nói không sai mà. Tiểu tử này quả thực là một kẻ tiểu nhân ngạo mạn mà. Có người đã cộng đồng vào kết giới của mình rồi sao? Đồng bọn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi. Đáng tiếc thật, chạy mất một tên rồi. Vừa rồi, anh có việc phải ra ngoài. Anh đưa cho em hai chiếc bộ hồ mền này. Em đeo nó lên đi. Hai người hãy chú ý sự an toàn của bản thân nhé. Muốn thế này rồi mà còn muốn đi đâu thế? Anh phải chú ý cẩn thận nhé. Cái bộ rách nát này là cái quái gì vậy? Nhặt cái thứ giả rách này ở đâu ra thế hả? Theo như thông tin của Triệu Lơ Trác thì Tô Thần đang sống ở gần đây. Tôi đã nói rồi, Tô Thần không đáng tin cậy mà. Đêm khi lại chạy ra ngoài không biết là đi cái chơi trò quỷ nào nữa. Ta nghe nói các người đang nói đến Tô Thần hả? Ai vậy? Để Tô Thần ra đây chịu chốt.
Ây da, đâu có tôi. Mẹ, đây là... Đây không phải là bù hồ mệnh tu thần cho sao? Đầu không đau nữa rồi. Bốn người này, ngoại trừ nữ nhân kia hắn là vào giả hóa kình ra, thì những thứ khác không có tu vi, lại có thể ngăn cản công kích của ta. Cầm cái mồm thúi thai của người lại cho ta. Đừng có hòng làm hại người ta bảo vệ. Nắm đấm này của người sao giống như là giống bông vậy? Đây, sao lại thế? Đánh vào người ngay cả ngứa cũng không đủ. Xa xa, ta liên tập quyền này đã hơn 10 năm, cảnh giới người này cũng không cao hơn ta nhiều lắm. Mình không thể lấy chuyện anh ta. Chẳng lẽ thực sự giống như hắn nói, ta không thích hợp tu luyện chiêu thức sức lực lượng chủ công sao? Ngươi liền chi thức, chủ công lực lượng đúng không? Ta khuyên ngươi sớm đổi đi, chiến kỹ xảo công cùng với tốc độ. Tô thần ở đâu? Ra chiến. Ây da, may mắn tôi còn có cố ý đi cục cảnh sát một chuyến, nhưng mà tất cả đều vô ích. Không ngờ cá lọt lưới lại tìm tới tận nhà mình. Ây da, nó thực sự không còn nỗ lực chút nào. Phần còn lại giao cho hai vị rồi, áp giải hắn về khảo vấn đi. Tô Thuận, mọi người chơi thế nào? Sao cậu lại ở đây với người của sở cảnh sát? Cậu thực sự là đi giúp cục cảnh sát làm việc? À không thì sao? Tôi nhớ giáo viên từng nói đỉnh cao của tập võ là tu thuật. Có thể sử dụng một loại võ kỹ đủ tiêu chuẩn, có nghĩa là nó đã vượt qua cái loại chiến binh bình thường và bước một vào một giai đoạn mới. Những gì Tô Thuận vừa sử dụng không phải là võ thuật sao? À Tô Thuận, lúc trước cậu khuyên tôi tốt nhất từ bỏ lực lượng tu luyện. Thực sự cảm thấy tôi không thích hợp với nơi này sao? Đương nhiên rồi, cô vừa mới cùng với sư tử hống giao thủ rồi có phải không? Trên đầu của hắn trong số những người chủ tu lực lượng cũng coi như là phù hợp. Cô ngay cả bà chiều của hắn cũng không tiếp được. Tiếp tục tu luyện lực lượng cũng chỉ là lãng phí sinh mệnh. Nếu thực sự như thế, tiền bối, tôi xin lỗi vì sự bất kính lúc trước. Lúc trước là tôi có mắt không thấy thái sườn, cuồng vọng tự phụ, kính xin ngài chỉ điểm, ngày sau tôi nên tu tập theo hướng nào? Xa xa, cháu đang làm gì thế? Cô cũng biết sai mà sửa, tính ra là người hiểu chuyện. Không giống như là mấy cái bộ bà cô khác, mặt thì dày vô sĩ, đã nói là cúi đầu xin lỗi mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Ai, bây giờ đáng ghét. Nếu đã như vậy, tôi chỉ coi như là một viên thiện trong ngày. Giúp cô một tay vậy. Đây, chẳng lẽ chính là truyền thụ bạc ý niệm trong truyền thuyết sao? Nghe nói ít nhất phải đạt tới cảnh giới tổng sự trở lên thì mới có thể sử dụng được. Trời ơi, thầy ơi, em thực sự đã gặp được cao nhân rồi. Cao nhân còn muốn truyền thụ cho em bí quyết, đấy chính là kỳ ngộ trong truyền thuyết sao? Được rồi, tôi đã truyền cho cô một bộ công pháp chủ tu về sự nhanh nhẹn và tốc độ. Tự mình mà luyện tập cho tốt nhé. Đa tạ đại sư, tôi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Vừa nãy không biết Tô Thuận đã dùng biện pháp gì mà sự hóng đột nhiên bị khống chế. Người bình thường không nhìn thấy được linh lực. Chẳng lẽ thằng nhóc này, à đúng là ông nội đã nói, là một cao nhân không thể xem thường. Cháu đang làm gì vậy xa xa? Đừng có để bị thằng nhóc này giả thần giả quỷ làm cho mơ mùi nhé. Cô Lâm, xin đừng nói như vậy về ân công của cháu. Còn vì trước đây cô đối xấu anh ấy trước mặt cháu, khi cho cháu đã làm những điều không tốt với ân công. Cô hãy xin lỗi đi. Ai đã nói xấu cậu ta chứ? À, cái cô nói chẳng phải là đều là sự thật sao? Tôi đại sự đã như vậy, chúng ta sẽ về trực nhé.
À được rồi, tôi sẽ qua tìm các anh sau. Thật sự là người của sở cảnh sát mà còn tôn trọng tôi thượng như vậy nữa. À đúng rồi, ông Mạnh ơi, nhớ uống thuốc nhé. Tôi đã để thuốc ở thư phòng của ông rồi. Bây giờ độc tố trong cơ thể của ông đã được thanh lọc. Nhưng mà nền tảng cơ bản thì vẫn cần phải dưỡng bệnh. Nhớ mỗi ngày một viên. À được được. Cái tên Tô Thần này suốt ngày chỉ biết lấy lòng bà. Thật là nhiều máu mẹo. Nè, mày đừng có luôn nhắm vào Tô Thần như vậy. Anh ấy vừa giúp đỡ công việc gia đình, lại còn chăm sóc sức khỏe của ông. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Hả? Đứng lại Hân Nhi. Sao bây giờ con lại đồng lòng với cái Tô Thần đó? Con đừng để bị cái thằng nhóc đó lừa nhé. Ba ngày sau. Thế nào, đã tìm ra manh mối gì chưa? Hồ Mị và sự hỏng đó bị Tô Đại Sự đánh ngất cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tên xà thật đó cũng đã cứng đầu lắm. Ba ngày rồi mà chẳng nói câu nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hành lệnh treo thưởng, chỉ cần biết bất kỳ một manh mối nào và bất kỳ một manh mối nào về xà thất thì Hồ Mị và Sư Hống và cung cấp cho chúng tôi thì sẽ nhận được phần thưởng 100.000. À có ai không? Tôi muốn báo án. Lý Vinh Hòa. Cô không phải là tổng giám đốc của ngân hàng Hắc Hòa Lý Vinh Hòa sao? Là tôi đây. Tôi biết chuyện của bộ xà thất. Nhưng mà tôi không cần tiền. Tôi yêu cầu cảnh sát trước tiên giải quyết vấn đề của tôi. Có người ẩn nấp trong nhà của tôi. Mỗi ngày đều theo dõi tôi. Tôi yêu cầu các người giúp tôi bắt giữ hắn. Có người đã xâm nhập vào nhà cô. Nói cho tôi nghe xem nào. Đại khái là bắt đầu từ một tháng trước. Tôi cảm thấy trong nhà có gì đó không ổn. Tập 40.